Tao nhìn thấy gì đâu? Một bố xanh xanh. Qua đội anh sói ăn mảnh ở Tây Môn Thánh nhá. Cứ đi đi, cứ đi thẳng đi. Em vào xem trong trang chùa Khánh Nguyên nhá. Xong rồi xem tới công. Có thể nhớ này có hình tới công. Ảnh ở trong vậy anh. Hả? Có ảnh ở trong à? Ừ. Nhưng mà chùa Khánh Nguyên dịch xong là post lên trên mạng. Hay lắm. Phải xanh thôi nhở? Có. Cười, nắm cả bụng tới công chưa ăn thịt chó. Mở hết. Bà cười sương mù này ăn được bác ảnh đấy. Cười sương mù nằm. Em ơi em đút kế này mà. Ai đây ạ? À phải lâu mới nói. Alo ai vậy ạ? Đấy xin lỗi cho em số ạ. Bá đạo, rõ ràng gọi mình rồi gọi nhớ lại còn tất nhiên. Ừ, mình là sao có được? Cái chỗ này vòng lốc xoáy à? Ok kia ôm cẩn thận vào nha, sắp bục ra kìa. Em phải đội quý đằng đâu? Đi xuống kia hết rồi. Dạ. Nó như tụt sổ chả này. Cái này là gắn cá với cái này nó. Ô, mình không có dụng cụ gì anh chói ơi. Có đội ấy nó lấy ra. Và quý nó chuẩn bị rồi. Nó không chuẩn bị thì mình ngồi xem. Mình không chuẩn bị. Bộ xoay xanh đi đi. Không. Cũng mang dạ chửa đấy, sợ cái gì. Nó chửa con của mày ấy, phải chứ cha mày rồi. Bà con của mình về nhà nhìn đấy, nhìn thấy sợ lắm đấy nhá. Với họ nói bắt tay không có con được. Dạo này mày còn hay đi cùng tao nữa. Anh Thói Dũng đấy, bạn bao hôn đấy. Duyên là số tầm ca, tầm đi. Thấy bốt cái hồng. Chị ấy không đi được mà. Điều khiển vãi xoài xanh thì cứ tưởng. Tiêu bảo là cái hàng xoài xanh to bằng này cơ à, mình phải xóa đi. Ai đi thì cứ chơi chị ấy. Nhìn sắp thành robot di động rồi. Mà. Ôi giời.